Hello. Gấu nhỏ của chị đâu nhỉ? Hello cả nhà yêu, hello, mấy 25 người xem. Hello cả nhà, ăn tối chưa cả nhà ơi? Giấc mơ thật siêu em. Chào bé ú sương sương. Đổi cái tờ chiếu chiếu đẹp hơn. Chào Linh Nhi, chào Nguyễn Hồng Ánh, chào Nguyễn Vân, chào Minh Chu. Trời 4K rồi kìa, nhanh ghê. Mọi người ơi, mọi người ăn tối chưa? Mọi người có nghe nói rõ không ạ? Đây em mở thử tiếng chị coi nghe rõ không? Nghe, nếu mà nghe không rõ thì mình sẽ tắt nhẹ nhỏ nhạc xíu. Nghe rõ mà đúng không? Ừ. Cả nhà ơi, ngày mai là trên kênh YouTube của Trinh có tập mới đập hộp căn phòng màu hồng của Trinh bên lâu đài, nên là mọi người nhớ đón xem nha. Còn sắp tới thì Trinh sẽ có một bài hát. Trời ơi, có cái cọng tóc này nó quăng như cọng như như cái đuôi heo vậy. Như cái đuôi con heo vậy. Như cộng đuôi heo. Chỉnh lên liền. Cộng đuôi Như heo. cọng ấy đuôi heo. Còn sắp tới là Trinh đang tập một bài hát về nickname của mình đó, có liên quan tới nickname của mình là cô bé ăn hàng đó cả nhà. Hiện tại là Trinh đang đang tập nha. Bài này có khoảng 20% là hò, là hò ơi, còn 80% là rap nha cả nhà ơi. Nên là Trinh đang tập, mọi người nhớ đón đón xem và cũng đón nhận bài hát này của Trinh nha. Trinh nghĩ là sẽ đặt tên cho em nó luôn là cô bé ăn hàng đó. Chị ăn rồi hả? Tâm Tâm Hoàng chào. Chào. Ủa tại sao phải like cam thường trong khi mình có filter đẹp hả mọi người? Đứa vô chặt chém Rồi. chị là hả? Cam thường đi. Ủa Điều tra lung linh quá trời ngu gì? Rồi, hôm nay á, là Trinh muốn chia sẻ với mọi người một cái sản phẩm cực kỳ mới của bên công ty GHB của Trinh. Nhưng mọi người cũng biết là công ty GHB là chuyên về mỹ phẩm và thực phẩm chức năng đúng không? Và những cái sản phẩm đó thì chuyên dành cho chị em phụ nữ chúng mình. Nhưng cái sản phẩm lần này cực kỳ đặc biệt và hoàn toàn mới là tất cả mọi gia đình đều Trinh nghĩ là đều 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 cần đến em nó và phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi luôn, già trẻ lớn bé trai gái gì, có bầu hay là đang có bầu đang cho con bú đều uống được hết. Nói chung là dành cho mọi lứa tuổi, ai uống cũng tốt hết. Tên tên đây, đây là em này, em nó đây, nó là detox cao thanh thanh detox thanh nhiệt cao đi tóc cao detox thanh nhiệt giải độc đó. Và tại sao em này được ra mắt, lý do em này được ra mắt là mọi người cũng biết là Trinh đã từng chia sẻ với mọi người là Trinh không có biết uống nước suối, cho nên là Trinh đã nói với nhà nhà máy sản xuất nghiên cứu một cái loại nước uống nào đó cho ra thị trường mà có thể vừa làm đẹp da, có thể tốt cho sức khỏe, mà có thể thay nước mình uống dùng hàng ngày luôn. Thì đó đó là lý do mà sản xuất ra cái em này. Thì em này á, công dụng chính của nó cũng giống như là tên gọi của nó vậy, detox cho cơ thể của mình nè, thanh nhiệt nè, giải độc nè. Bạn nào mà bị gan nóng hay bị xì mụn hay là nói chung là cái gan của mình đào thải chất độc ra không có tốt á, thì dùng em này rất là ok nha. Đó, một lát nữa thì Trinh sẽ kêu kiều pha cho mọi người coi. Tại vì á, mình ăn uống hàng ngày á, thì tất nhiên là mình sẽ không bao giờ tránh khỏi được cái việc là mình sẽ bị nạp những cái chất độc hại vô trong người của mình, mà cũng không có ai mà một kiểm soát được 100% những cái thực phẩm, những cái nước ăn uống vô trong người. Thì Trinh nghĩ là gan gan của mình nó sẽ làm việc một cách kiểu như là nó sẽ bị quá tải á, không thể nào. Tại vì có nhiều người sẽ suy nghĩ là ăn vô rồi sẽ có cái phần lọc của gan mình đó là sẽ không sao hết, nhưng mà mọi người suy nghĩ vậy là chưa có đúng lắm. Thì Trinh nghĩ là
nếu như mà gan của mình nó làm việc quá tải á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là gan của mình bị suy yếu nè, rồi cái chức năng đào thải nó không được tốt á, thì sẽ dẫn đến cái chuyện là mình bị xơ gan hoặc là ung thư gan đó. Nên là mọi người rất cần thiết có em này trong nhà để uống nha, mình dùng cho trẻ em, người lớn luôn. Ba mẹ Trinh cũng rất là thích cái sản phẩm này đó, thì thường là người lớn người ta thích những cái sản phẩm từ thiên nhiên lắm, và cái này là được sản xuất 100% thành phần từ thiên nhiên. Để bây giờ Trinh kêu Kiều pha cho mọi người uống. Ủa, pha cho mọi người coi nha. Kiều ơi, pha đi em ơi. Pha là 35.000 ly hả chị? Đây. Cô trợ lý xinh đẹp. Quá trời ngon nghẻ rồi. Đây, đây nè mọi người ơi, cái hộp của em nó là nha mọi người ơi. Cái hộp này nha, đó. Xích qua đây xíu, xích qua, xích đây, pha cái bình của xích qua đây xíu. Pha cho tôi uống nữa nha bà. Rồi, em chỉ cấp mọi người pha luôn đi. Mình sẽ múc 2 muỗng cà phê nhỏ nha cả nhà. Đó. Xong mình sẽ pha với lại 200ml nước sôi nóng luôn nha chị. Mình đánh nó mới tan được. 200ml đúng không? Nước sôi. Đó, thường ngày là cả nhà Trinh uống một cái bình lớn như này, cả nhà một cái bình vậy là hơn 1 lít. Nước ấm em để sẵn. Nước cái này là nước ấm để nguội nha cả nhà. Đó. Đó, bình thường là Kiều với lại cả nhà mấy đứa nhỏ này là ai cũng thích uống hết á. Bình thường á em bị nóng gan nên mới một muỗng hay xì lên đó. Đó, nhìn thôi khỏi giới thiệu cũng thấy xì nè. Đúng rồi đó. Mấy với lại á. Mấy bà BD mà hay nhậu quá giống tôi nè, mấy bà BD mà hay nhậu giống tôi rồi nên uống cái này nha. Tại cái này nó làm lọc gan, mát gan mấy bà để mấy bà bị xì mụn lên đó mấy bà. Mà nhất là hả? BD mà ăn nhậu nhiều nè, giống như tôi nè, điển hình là tôi đó đúng không? Mà cần phải uống mấy ngày để coi là bộ đồ lòng đem đi nấu phá lấu luôn nha mấy bà. Uống đi giải độc giải nghiệp nữa. Đó, cho hai đứa uống trước đi. Uống trước rồi. Mới một hồi bán này nóng quá. Đó, xong rồi hai đứa uống đi nha. Rồi để đi đó cho chị gần ngồi chị uống. Khi mà cái uống cao detox này á, hiểu theo kiểu đông y á, thì sản phẩm này sẽ giúp thanh nhiệt, tiêu độc, loại bỏ được độc tố trong cơ thể của mình. Còn theo y học hiện đại á, thì cơ chế của sản phẩm đó là hỗ trợ chức năng gan nè, rồi tăng cường thải độc nè, tác dụng kháng sinh, kháng khuẩn và tăng đào thải độc trong máu. Pha như vậy là uống dễ lắm. Ý là nếu như mà ai cần cái này lên thổi á chị, cái mùi đó nó nồng lắm mà ai cũng pha đặc. Cái này là chị pha, chị thay uống nước suối hàng ngày luôn mà. Cho nên là mùi dễ uống mà chị. Cái này là nhớ là phải pha với một lít nước hả chị. Thì pha mà đặc quá là nó khó uống lắm. Để nhà mình có uống. Đó, cho Kiền Thiên uống đó kìa, cho trợ lai uống với kìa. Quay qua nhảy bên kia uống đi. Còn này là ly của Trinh nè cả nhà. Cần thiết nha mấy người uống. Bữa giờ uống nóng quá trời nóng rồi. Ở nhà hãy cứ ăn đồ ngọt nè, kem chuối sầu riêng chấm sữa. Còn cái này là cho người lạnh nhạt nhất. Người tông trầm. Á, à, trời đúng, đúng, đúng. Mát liền luôn á trời. Nói pha đúng lượng nước là sẽ dễ uống. Đúng rồi, nói chung là cái này mọi người phải pha đúng cái lượng nước mà Trinh nói nha. Đó, cái này là cái hộp của em nó nè. Tại vì á, mọi người biết là thường thường cái cổ họng của Trinh là một đứa rất là khó uống. Nhưng mà Trinh đã uống được rồi thì Trinh nghĩ là tất cả mọi người ai cũng sẽ uống được hết. Nhưng mà mình phải pha lỏng ra. Trời ơi trời. Alo. Hai họng alo. Ai vậy? Đúng rồi, không có được đợi nè, để Trinh đó. Đúng rồi, cái này là uống trong ngày, uống hết trong ngày, đừng có để qua đêm nha cả nhà. Để Trinh uống miếng cái đó. Bạn này hỏi là dùng được cho mọi người luôn hả chị? Đúng rồi, như chị vừa chia sẻ là dùng được cho mọi lứa tuổi, mọi người luôn, già trẻ, trai gái, lớn bé, đang cho con bú hay đang đúng rồi, đang cho con bú đang các bạn cũng uống được luôn nha cả nhà. Được luôn. Người lớn người già đều đủ hết. Đúng rồi. Cái vị nó thanh thanh đó cả nhà ơi. Giống như hồi nãy là Kiều có nói đưa cái hũ cho chị. Dạ. Giống như hồi nãy cái Kiều có nói á, là khi mà các bạn thấy một cái hũ đen như vậy, cái hũ cái mùi thì thật sự là cái mùi nó hơi nồng, nó giống như là kiểu nó
kiểu như kiểu thuốc bắc á, giống thuốc bắc á, nên là mọi người phải pha đúng cái liều lượng nước mà lúc nãy Trinh nói là nãy Kiều nó dạy rồi, là mọi người có thể coi lại cái clip thì sẽ dễ uống hơn, là đừng có pha đậm đặc quá. Bạn đi. Chị ơi, nói nãy giờ quên nói giá, khách hỏi quá trời. Giá hả? Một hũ là 890 ngàn nha cả nhà, một hũ này. Nhưng mà mọi người, khi mà mọi người mua một set mà có hai hũ á, là giống như trong hộp này là trên hai hũ này trên lấy ra rồi nha, là 1.380.000 nha cả nhà. Thì mình mua một set như thế này thì sẽ tiết kiệm hơn và ok hơn, tiết kiệm được hơn 400 ngàn luôn á. Thì mình có thể mua cho gia đình của mình dùng, hoặc là mình có thể mua cho người thân, dòng họ của mình, ba mẹ, anh chị, nói chung là cô dì chú bác gì đó rất cần nha. Tại vì á, mọi người biết rồi, ở nhà mùa dịch này ăn rất nhiều. Ủa? Mà chẳng những ăn đồ mặn mà còn ăn đồ ngọt nữa, ăn chè, ăn sầu riêng, ăn bánh tráng trộn, ôi nói chung mọi thứ trên đời. Tại vì dịch này là chỉ ở nhà thôi chứ đâu có đâu ăn là rất là nhiều luôn á. Chị nghĩ là mùa dịch này ngay cái chim cộng mập cũng chị người khác. Đây này hư là 890 một hộp này bao nhiêu gram vậy chị? 100g nha em nha. Một hộp như vậy là 100g. Đúng rồi, 100g. Bán lẻ là 890.000. Đúng rồi, bán lẻ một hộp như vậy là 890.000, nhưng mà khi mà em mua một set nó có hai hũ là giá là 1.380.000, là em tiết kiệm được 400.000. Đúng rồi. Đó. Thường ngày á thì thường là nhà mình uống 2 bình nha. Mỗi ngày, nếu trong ngày uống là nhà Trinh uống khoảng từ 2 đến 3 bình. Còn khi mà Trinh đi ra ngoài á, thì sẽ pha trong một cái bình khác để đem đi uống. Đúng rồi đó, pha trong một cái bình giống vậy nè, để đem đi uống. Cái bình này bình của anh Ngô Kiến Huy nè, anh Bắp nè. Binny. Anh này hỏi liều lượng uống như thế nào, một ngày như thế nào vậy chị? Em ơi, cái này là uống hơn, chị nghĩ là không có liều lượng gì hết á. Khác uống tại vì nó uống thay nước mà đó, chứ nó không có liệu trình gì luôn. Em uống càng lâu càng tốt, càng kéo dài càng tốt, tại vì 100% của nó là thiên nhiên, giống nên như là nước mát vậy đó. Giống như kiểu nước mát, đúng rồi đó, tại vì nó vừa làm giải độc nè, thanh nhiệt, mà nó vừa làm mát gan cho mình nữa. Những bạn nào mà tuổi mới lớn mà ăn nhiều đồ nóng, đi học ăn bánh tráng trộn, ăn đồ chiên đồ nhiều đó, thì mình hay bị mụn nhỏ, mụn đồ lên đó, thì nên uống em này nha. Với lại bạn nào mà có ông xã hay nhậu nhẹt bia rượu đồ đó thì cũng nên uống luôn, tại vì nó sẽ giúp cho cái gan của mình đào thải ra những cái chất độc tố đó. Nói chung là tụi nhỏ nhà Trinh nó rất là mê cái nước uống này, mà tụi nó là uống được nước suối nha, mà nó còn mê đúng không chị Trinh? Đúng rồi. Chị, bà này có hỏi là con này là uống cái này có giảm cân được không chị? Uống cái này không có, con không có giảm cân, cũng không bị tăng cân nha. Cái này là nước mát bình thường, chứ uống cái này không phải, nãy giờ chị đâu nói cái này là có giảm cân nha cả nhà nha, không giảm cân nha. Cái này là nghe cái detox á, tưởng là giảm cân, cái này chỉ là giống là thải độc có thể thôi đúng không chị? Đúng rồi, thải độc mát gan, chính xác là như vậy. Tụi mình còn hải sản ở dưới nhà hả chứ gì đó, nên là hả chơi nói chuyện với mọi người xíu. Không giảm cân nhưng mà cũng không làm tăng cân luôn nha mọi người. Anh Quốc Thuận ơi, em chào anh Tu. Quốc Thuận, anh mua cái này không anh? Để đi tốt nè, mát gan nè. Mốt đi làm phim đi khuya đồ đó cũng nóng trong người đó. Order Facebook Thúy Kiều nha anh nha. Chuẩn bị làm chị mẹ học yêu phần 2 mà không biết khi nào đây, dịch quá. Nói chung là tình hình dịch này Trinh nghĩ là tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, công việc rất là nhiều. Uống cái này có mọc tóc không chị? Khó ghê. Không nha em ơi. Anh Hưởng hỏi á. Không nha anh Bin ơi, anh Bin. Chị gọi Candy đi. Chào con Candy. Tình hình dịch này á, nhiều công việc bị trì trệ nè, nhiều dự án cũng trì trệ luôn. Công việc bên GHB rồi, công việc bên Venus Secret nữa em ha. Nguyên một cái event thật là lớn bị trì trệ lại. Nhưng mà thôi, Trinh nghĩ là dịch thì cái gì nó cũng sẽ qua thôi. Mình phải luôn nhìn về hướng tích cực nhất. Đừng than, đừng ấy nữa, phải cứ như bây giờ là đang tập sống chung với nó vậy đó. Công ty GHB cũng mấy event cũng phải dời luôn. Đúng rồi, GHB cũng dời, nói chung ai cũng vậy hết. Bạn này hỏi là thành phần có gì gây tác dụng phụ không vậy chị?
em nghĩ thành... là không đâu ha. Không, không. Tại vì nó giống như nước mát. Giống như nước mát nên là không có tác dụng phụ em ơi. Thành phần của nó là chiết xuất kim ngân hoa nè, chiết xuất phòng đản sâm, chiết xuất bạch truật, sinh địa, thuộc địa, nhân trần bạch linh, thổ phục linh, artiso đó thường thường người ta cũng hay mua trái artiso về người ta nấu nước mát uống ở cả nhà, chiết xuất đậu đen đó, nói chung thiên nhiên không? Toàn là thiên nhiên không mà, nên là cả nhà yên tâm khi dùng sản phẩm, khi dùng em đó nha. Giống như là mọi người hay uống lẻ từng cái, giờ chỉ gom hết đóng nó vô nước mát thôi. Đúng rồi. Đây em nó đây, một set nha cả nhà. Set trong này là có hai hộp. Mà cái này em thấy là mua biếu quà cũng hay lắm. Ừ, nãy chị có nói á, mình mua dùng cho gia đình của mình hoặc là mình mua cho người thân dòng họ, cô dì chú bác của mình đó. Mua cái này là quà tặng rất là có ý nghĩa nha. Vừa đẹp da mà vừa tốt cho sức khỏe nữa. Vậy hỏi là em uống lạnh được không chị? Uống lạnh cũng được á, nhưng mà nếu như uống nóng thì sẽ công dụng nó sẽ hiệu quả hơn. Thật ra em muốn không, anh không muốn uống lạnh cũng được, nhưng mà nếu để đá vô nó sẽ bị lỏng ra. Đúng nữa rồi. Nên là uống ấm ấm nó sẽ dễ uống hơn á mấy đứa, tại vì nó không có ngọt, nên là nếu như em uống nước đá vô nó lạc nhách à, mà khi mà em uống ấm ấm á thì nó vẫn còn một cái vị gì thơm thơm đó, thơm thơm thanh thanh. Tiền nói lại giá tiền nha mấy bạn. Giá tiền nãy giờ chinh thuộc luôn rồi nè, nói nhiều quá thuộc luôn. Một hũ này là 890.000. Khi mà mua một set 2 hũ là 1.380.000, các bạn tiết kiệm được 400.000, đúng không trời lai? Một hũ vậy là 100. Cái gì? Bao nhiêu gram? 100g. Chính xác. Một hũ này 100g. Tại thường thường á, cần trở lại á, là nhiều khi là giá cả mình không có nhớ, mọi người hiểu không? Với lại câu hỏi của mọi người á, đặt cho Trinh á, Trinh cũng không có đọc hết được, nên là luôn luôn cần Mạnh Thiên trở lại cho Trinh là vậy đó. Không có thiếu nó được. Nó mới xin cái bàn ủi hơi đó cả nhà. Sắp rồi xong. Tiết kiệm mất gì? Mất cái bàn ủi hơi. Tiết kiệm mất cái bàn ủi hơi. Ủa đâu có sao đâu. Trời, công ty mình rất là rộng rãi em mà, không sao hết trơn á. Có bàn ủi hơi thôi mà kỳ quá, là mắc mặt Ngọc Trinh quá. Cậu bé, cô bé một tuần nữa là cô bé dọn ra ở chung với bạn trai rồi đó cả nhà. Trời ơi trời. Nói chung là sau một tuần đang nữa. Đang dọn ngày mai ở một, chị. Thì cứ nói một tuần đi. Đúng rồi, một tuần nữa lận. Chúc bà hạnh phúc. Em tặng cái ấm ấm đun nước màu hồng phúc nha. Hai bé này tặng cho em cái nồi cơm điện đó kìa. Cái nồi cơm điện đấy là tôi chúc cho bà no đủ đó. Tặng cam nước. Còn đây trời, chúc hạnh phúc mà cái mặt kỳ vậy em. Ờ thì em thấy bà hạnh phúc em mừng, con chị sáng những em sáng. Cái bà hạnh phúc em vui. Thúy Kiều tặng cho em bình đun nước đó chị. Út chúc cho em lúc nào cũng được ấm no đó chị. Cô không đang quen. Là hạnh phúc nha, bà gán bà. Ôi, hạnh mọi phúc người ơi, đừng quên là ngày mai là cái đúc Ngọc Trinh lên cho mọi người. Ngày mai là ngày đánh, mai đánh lúc lãng vậy. Ngày mai lúc 7 giờ trên kênh Ngọc Trinh Official YouTube Ngọc Trinh sẽ lên cho mọi người ơi. Rất đúng đẹp rồi, rất hay, nhớ coi cho mọi người. Hay quá. Đừng quan tâm mình đi đâu ở đâu được. Bé lá hay quá. Bé lá hay xuất sắc luôn á. Nè, mà biết muốn ha, mà nè, coi người ta qua mấy tuần sau mà tới lượt mình đi theo gãy mẹ người ta tán mặt tay. Nó khỏi đừng nói tiếng chia tay. Trời bây giờ, ơi. Không chị. Không chị. Dạ bữa chuẩn bị đi á chị. Dạ bây giờ. Đi luôn hả? Ông ca đang nghỉ. Ai đang nghỉ ai? Dạ đang nghỉ. Ôi trời đâu. Là đừng có nói như vậy. Trời ơi, trời từ ngày sinh lộc tao được trai đang nghỉ luôn. Ôi tôi ở với chị tôi bà nổi. Kỳ quá. Bữa giờ giả bỏ. Ôi không có. Ở với chị má ơi. Không có bỏ chị. Giờ bây giờ với Kiệt đặng em rồi, giờ chị đặng em hũ này đi. Chị tặng cho em hũ này về nhà đi chị. Ủa là sao là mũi hơi? Ủa mà tao tặng bằng mũi hơi rồi mà. Thôi tặng thêm cái này nữa đi. Rồi. Có cái túi hơi mẹ cho bà tin luôn đi. Không, cái này thiết thực hơn mọi người ơi. Nói cái gì cái với Ngọc Trinh rộng rãi lắm. Nè Ngọc Trinh tặng cái túi hơi mẹ đi về làm quà thằng gia. Mày nhắm mày ăn giọng được mày ăn đi. Nè lấy cái túi hơi mẹ về làm quà thằng gia đi. Rồi. Vàng liền luôn vậy. Rồi ok mọi người, xin chúc đêm. Mọi người ơi đừng quên mua cái này nha mọi người ơi, cao detox nha mọi người, thanh nhiệt giải độc. Chị Trinh tặng cho tôi một hũ về đang tân gia rồi nha mọi người. Rồi cho một hũ, một hũ chứ không phải là một hộp. Một hũ này uống được khoảng tầm tháng đó. Ba uống ngày nào cũng uống hơn luôn. Hơn tháng đó. Hơn luôn hả? Trời ơi, bí quá vậy. Ừ. Rồi, mọi người còn câu hỏi nào dành cho sản phẩm không? Dành cho em cao detox thanh nhiệt giải độc không nè? Với lại hỏi nhỏ luôn, mấy nay có thấy bộ phim nào hay không cả nhà?
Để mình liền cho một số tên phim đi cả nhà. Đang coi phim sở hữu tới tập 14 mà thấy nó hết rồi. Thấy kiểu là hết coi liên tục được rồi đó nên chị ngưng. Ben Hao hay không cả nhà hả? Ben Hao 3 phần lần chị chỉ có phần 1. Ủa vậy hả? Ben Hao 3 phần rồi. Ben Hao đến phần 3 rồi. Ồ. Trời. Nhưng mà nghe nói phim nó vô lý lắm. Ủa vậy hả? Em chưa coi mà em đọc em thấy vô lý. Bên Hồng thì nó giới thiệu trên phim Ngọn lửa đam mê. Cuộc đời bên Hồng. Cuộc đời của em đó mọi người. Cuộc đời của bé Nờm đó, ngọn lửa đam mê. Em là nữ chính nha cả nhà, em xuất thân em đi làm lộn trẻ, em bị lừa dối lắm. Bạn này hỏi là cái nước nó đen vậy luôn á hả chị? Đúng rồi, tại vì nó có chiết xuất đậu đen á. Đúng rồi, để đưa cái hũ cho chị coi. Nó có chiết xuất đậu đen nên là cái màu nước đây nè em ơi, nó đen như vậy đó. Đó, nhìn như thuốc bắc vậy nha. Đúng rồi. Đó. Cái mùi cũng cái mùi thật sự ngửi cái mùi tin tưởng là khó uống nhưng mà khi pha đúng cái liều lượng nước á thì chắc ai nghĩ mùi thảo mộc á là thích mùi này lắm. À. Mùi thảo mộc á là giống mùi thảo mộc. Tại vì nó có chút đậu đen á nên là nó ra nó hơi cái nước nó hơi màu nâu nâu một tí. Trộm sao. Giờ là nhà này là chuyển từ nước lọc qua nước này rồi đó. Đúng rồi, chuyển từ nước lọc qua nước này cả nhà ơi, nhà có điều kiện mà. Cả nhà còn câu hỏi nào dành cho em nó không? Ben Hao xem hay lắm chị. Dễ uống lắm nha cả nhà ơi. Bạn nào mà khó uống chắc cổ họng chắc còn ghê hơn Trinh. Trinh là một cái đứa cực kỳ khó uống à. Dành cho mọi lứa tuổi nha cả nhà. Uống cái này không có bị tăng cân. Nhớ nha, 890.000 một hũ. Khi mà mua một set 2 hũ là 1.380.000. Đó. Mà cái này rất là, em nghĩ là những bạn nào mà có gan yếu á. Đúng rồi, gan yếu á, gan mình kiểu như là gan không phải ai cũng giống ai đâu. Tất nhiên là gan nó có cái cơ chế là đào thải cái chất độc trong cơ thể ra, nhưng mà không phải ai gan ai cũng tốt giống như ai, và cũng có cái kiểu nói chung là nó tăng cái sự mạnh cho gan của mình. Đúng đó. Rồi. Chị có bạn này hỏi là uống xong đi nhậu được không Trinh? Trả lời, trả lời. Trinh không dám trả lời luôn. Trả lời coi. Mấy nào không ai dám trả lời. Trả lời như vậy. Mọi người nên pha cái này với lại bia mọi người uống luôn. Nói chứ là hạn chế, không phải uống. Mọi người ơi, uống cái này càng rồi càng tốt nha mọi người. Tại vì gan của chúng ta mỗi một ngày nó làm việc rất là nhiều. Đúng đây rồi. Chúng ta uống thực phẩm này giúp cho gan của chúng ta dễ đào thải chất độc hơn, chúng ta còn nạp rượu bia vô nó chẳng hạn, chúng ta phá gan của chúng ta. Ê, mày đang tát thẳng vô mặt của tụi mấy đứa ngồi đây hả? Đúng rồi, đó là ý là em đang nói chị với em. Tại vì mình uống rất là nhiều. Không, thậm chí là những người không biết uống cũng uống nhiều. Đó. Đó. Không mà mọi người không còn câu hỏi gì hết, là tụi mình xuống ăn hải sản nha cả nhà ơi. Ăn hải sản uống nước này nha, chứ nước ngọt uống rượu bia nữa nha. Nhà mình lên nhà Trinh là luôn có chương trình ăn khuya ăn đêm cả nhà. Mà tôi nghĩ cái thằng hải sản nó mà thiếu rượu nó kỳ lắm. Không được em, bây giờ phải chuyển qua uống nó cao detox. Nó vừa mới nói đó, thấy chưa? Uống qua cao detox em ơi. Không, vậy thì tôi nghĩ là mình hạn chế lại đi, mình đổi thành nước này mình uống luôn đi. Thế là mọi người biết sao không, cái này á trong mùa dịch rồi uống cái này vô để tăng sức đề kháng nữa. Đúng rồi mọi người, cái này nó làm cho mọi người mát gan nè, giải độc này nha mọi người, cho nên là mọi người cứ mua 2 hũ là 1.380.000 inbox Facebook thí kiều nha cả nhà. Yêu tạm số điện thoại, nhớ số điện thoại thí kiều, số điện thoại thí kiều em không nhớ. Mọi người inbox Facebook của Thúy Kiều nha mọi người. Facebook Thúy Kiều có tích xanh nha mọi người, không phải tích xanh đâu mà Thúy Kiều nha. Mọi người cứ comment mua hàng trực tiếp tại đây nha, tôi chốt. Này Thúy Kiều. Chốt. 0369427587. Rồi tối nay khỏi ngủ. À chương trình là mọi người ơi, xin nhấn mạnh lại, mọi người có nhu cầu mua hàng thì hãy gọi Thúy Kiều nha. Đừng có nửa đêm chị ơi giúp đỡ em. Giúp đỡ em như thế kia là Thúy Kiều không giải quyết được nha cả nhà. Thúy Kiều chỉ giải quyết những vấn đề giống như là cần mua những sản phẩm GHB, Diamond Qua viên uống trắng da, và đây sản phẩm mới nhất đó chính là thải độc gan, cao detox nha cả nhà. Không giải quyết mọi vấn đề, ví dụ như là mượn tiền, các vấn đề ba la ba la. Ngày mai là sinh nhật của Thúy Kiều. Cả nhà ơi, ngày mai sinh nhật Thúy Kiều nha cả nhà. Tối nay đúng 12 giờ mọi người happy birthday Thúy Kiều đi mọi người. Mọi người ơi, ngày mai là sinh nhật Thúy Kiều nha mẹ, mọi người ơi. Xin quà đến tôi luôn đi nè. Ủa mọi người ơi. Xin mẹ.
nhà uống mỗi ngày mà. Đó, gửi về quê đồ đó cho gia đình uống. Hôm sinh nhật tôi chặn tới 10 thùng nữa. Trời ơi trời, đâu coi đâu uống cái gì. Đưa lên cho mọi người coi nữa. Cao đầy tóc, bữa giờ uống mặt mới giảm mụn á. Nóng quá, nhậu nhẹt quá trời. Cái này cũng là cao đánh hoàng cung của một cái brand cao đánh hoàng cung là cũng là nhiều sản phẩm bên chị lắm nè. Mọi người ơi, mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Không thì tụi Trinh xuống nhà ăn đó nha. Xong rồi đi ngủ sớm. Mai còn quay nữa. Dạo này nhà quay nhiều clip TikTok lắm cả nhà. Mọi người đừng quên follow Instagram Ngọc989 nha. Đúng rồi, mọi người đừng quên follow Instagram của Trinh nha. Dạo này tụt follow hơi bị buồn đó nha. Trời, chị chia sẻ vậy vấn đề chị không có story cho mọi người xem luôn. Thì đó. Chị chia sẻ luôn. Đó, rồi. Tự nhiên tụt hết mất hứng luôn rồi. Buồn khóc quá trời luôn. Không có khóc nha. Tự nhiên cần lên 6 triệu. Chị không khóc mà tụi em khóc giùm luôn đó. Ừ, 5 triệu 8 tôi định chơi cái mini game mấy chục triệu bạc. Mini game mấy chục triệu bạc chứ có ít đâu. Còn số 5 triệu 8 một đêm sao trời. Tao nói lòng nó đau mấy bà ơi. Không có tinh thần up story nữa. Story đâu mấy bà coi. Giờ mấy bà muốn coi story phải không? Làm sao coi cho Ngọc Trinh coi được. Mấy Ngọc Trinh có hứng cái Ngọc Trinh up hoài. Lúc trước là up story giống như cuộn chỉ luôn á. Nhí 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 vậy luôn nè. Rồi giờ tao nói ngày up được 2 cái. Có khi chống nữa. Có khi chống luôn. Quá buồn mà mọi người. Thì mọi người phải làm sao đi mọi người. Thì tôi nói vậy thôi. Tôi không nói nhiều. Mọi người phải làm sao Ngọc Trinh coi được đó. Thì mọi người làm nha. Instagram của Ngọc Trinh nha mọi người. Rồi ok, thôi bây giờ mọi người không còn câu hỏi gì nữa thì bye bye mọi người nha. Mọi người muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm thì mọi người có thể xem lại clip livestream của ngày hôm nay, hoặc là có thắc mắc câu hỏi gì thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp vào livestream này thì admin và nhân viên của Trinh sẽ vào trả lời và tư vấn cho các bạn nha. Nhớ nha, còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Nhớ ngày mai nha, sẽ như tập YouTube mới nhất của Trinh nha vào lúc 19 giờ và sắp tới sẽ là bài hát cô bé ăn hàng. Nhớ nha, bye bye cả nhà. Cuối năm nay bum rồi.